Bản tin tổng hợp tình hình Biển Đông ngày 31 tháng 3. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng kênh tin tức 24 giờ online cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình trên Biển Đông. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Nhật nắn gân Trung Quốc ở Biển Đông. Giữa căng thẳng Biển Đông, nhiều ngoại trưởng ASEAN tề tựu về Trung Quốc. Tàu chiến Mỹ từng đi qua Biển Đông phóng thành công tên lửa chống hạm. Lực lượng tàu ngầm, công cụ giúp Mỹ khắc chế tham vọng của Trung Quốc. Về tình hình cụ thể, Nhật nắn gân Trung Quốc ở Biển Đông. Giữa lúc Biển Đông đang căng thẳng với luật hải cảnh mới và việc neo đậu của tàu Trung Quốc tại Đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Nhật Bản và Indonesia đã có những động thái hợp tác quan trọng về an ninh. Hôm 30 tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nhật Bản và Indonesia đã có cuộc họp 2+2 với nội dung được xem như tín hiệu thể hiện sự phản đối dành cho hoạt động khiêu khích gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông. Tại cuộc họp trên, Nhật Bản và Indonesia tìm cách thúc đẩy hợp tác quốc phòng với trọng tâm là các cuộc đàm phán về một thỏa thuận cho phép Tokyo xuất khẩu thiết bị quốc phòng cho Jakarta. Hiện nay, Nhật chỉ bán khí tài quân sự cho 9 nước có thỏa thuận về chuyển giao thiết bị và công nghệ. Số quốc gia có thỏa thuận với Nhật gồm Mỹ và hầu hết là các nước châu Âu. Theo Nikkei Asia Review, ở Đông Nam Á có Philippines và Malaysia cũng có thỏa thuận. Giới quan sát quốc tế hầu hết nhất trí rằng cuộc họp của các quan chức Nhật Bản và Indonesia mang theo thông điệp gửi tới Trung Quốc, xét tới những hành động gần đây của Bắc Kinh mà đặc biệt là sự hiện diện của hơn 200 tàu Trung Quốc tại Đá Ba Đầu. Trung Quốc nói đây là những tàu cá, trong khi Philippines khẳng định đó là lực lượng tàu dân quân biển. Hôm 28 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi và người đồng cấp Prabowo Subianto của Indonesia nhất trí duy trì và thúc đẩy một trật tự hàng hải tự do rộng mở, cũng như tiết lộ về việc sẽ tập trận chung ở Biển Đông. Báo South China Morning Post khẳng định quan chức Nhật-Indonesia đã thống nhất tập trận chung như một lời đáp nhằm vào thông tin tàu Trung Quốc neo ở Đá Ba Đầu. Theo giáo sư luật quốc tế tại Đại học Yokohama của Nhật Bản, Seta Makoto, các cuộc tập trận được Nhật Bản và Indonesia đề cập như trên là cách thể hiện mối quan hệ mạnh mẽ giữa hai bên. Tôi cho rằng cuộc tập trận này nhằm thể hiện mối quan hệ mạnh mẽ giữa Nhật Bản và Indonesia, đồng thời chứng minh ý chí của họ, không phải là nghĩa vụ pháp lý, rằng họ có thể hợp tác với nhau khi một trong hai bên bị tấn công quân sự. Giáo sư Seta nói với Tuổi Trẻ bên lề một cuộc hội thảo trực tuyến về Biển Đông ngày 30 tháng 3. Nhật Bản đã thúc đẩy việc xuất khẩu vũ khí trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cuộc gặp 2+2 với Indonesia lần này có thể xem là một ví dụ điển hình cho sự quan tâm ngày càng lớn của Tokyo đối với vấn đề Biển Đông và những hành động của Trung Quốc, cũng như xa hơn là chiến lược tăng cường sức ảnh hưởng của nước này trong bức tranh an ninh khu vực. Từ sau khi gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc hồi tháng 1 năm nay để phản bác vẽ đường cơ sở của Trung Quốc ở Biển Đông, người Nhật đã gia tăng sức ép về pháp lý lên các động thái liên quan của Bắc Kinh, ví dụ như luật hải cảnh mới và việc neo đậu hơn 200 tàu tại Đá Ba Đầu lần này. Sự quan tâm của phía Nhật đối với luật pháp quốc tế trên biển được giáo sư Seta thể hiện tại hội thảo trực tuyến với chủ đề Những vấn đề Biển Đông nhìn từ quan điểm và luật pháp quốc tế an ninh biển do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Học viện Ngoại giao tổ chức ngày 30 tháng 3. Ông Seta dành phần lớn thời gian phân tích rằng luật hải cảnh mới của Trung Quốc tiềm ẩn nguy cơ xung đột trên biển vì các điều khoản và đối tượng luật này nhắm tới rất rộng và mơ hồ, khác với luật của các nước như Việt Nam hay Nhật Bản. Nhận xét về quan điểm của Nhật Bản đối với việc neo đậu của tàu Trung Quốc, giáo sư Seta khẳng định Nhật Bản làm rõ quan điểm của mình rằng phán quyết trọng tài về vụ Philippines kiện Trung Quốc năm 2016 phải được tôn trọng. Theo tôi thấy, tới nay, chính phủ Nhật Bản xem các hành động của Trung Quốc là không tuân thủ phán quyết trên và do đó vi phạm luật pháp quốc tế. Trong mắt Trung Quốc, cuộc gặp Nhật Bản-Indonesia cũng nhằm vào việc đối đầu Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo Global Times hôm 29 tháng 3 nhận xét, Nhật Bản ngày càng chủ động hơn trong các vấn đề Biển Đông, đồng thời tố Tokyo muốn nhân đây phục vụ chiến lược ngoại giao riêng và rằng Nhật Bản đang tìm cách trở thành một siêu cường toàn cầu. Giữa lúc căng thẳng Biển Đông, nhiều ngoại trưởng ASEAN tề tựu về Trung Quốc. Giữa lúc tàu Trung Quốc tập trung gần bãi Đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông khiến tình hình căng thẳng, Bắc Kinh vừa thông tin các ngoại trưởng của 4 nước ASEAN sẽ thăm Trung Quốc từ ngày mai 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4. Ngày 30 tháng 3, Tân Hoa Xã đưa tin 4 ngoại trưởng ở ASEAN là Singapore, Vivian Black Christmasman, ngoại trưởng Malaysia Hishamuddin Hussein, ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi và ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin dự kiến thăm Trung Quốc từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4. Theo Tân Hoa Xã, các chuyến thăm xuất phát từ lời mời của ông Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ viện, kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc, Tuy nhiên, chưa rõ ngoại trưởng trên có cùng tham gia chung sự kiện nào tại Trung Quốc hay không và Bắc Kinh cũng chưa công bố các nội dung thảo luận trong các chuyến thăm này. Theo nguồn tin của tờ South China Morning Post, thì cả 4 ngoại trưởng thuộc khối ASEAN trên đều sẽ đến Phúc Kiến và gặp người đồng cấp chủ nhà tại Phúc Kiến. Cùng ngày 30 tháng 3, CNA của Singapore đưa tin Ngoại trưởng Vivian Black Christmasman sẽ có chuyến công du đến Phúc Kiến trong 2 ngày và có cuộc gặp với ông Vương Nghị. Chuyến thăm tái khẳng định mối quan hệ lâu dài và thực chất giữa Singapore với Trung Quốc. Cả hai bên đều phối hợp để tăng cường phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, theo CNA dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Singapore. Việc 4 ngoại trưởng của các nước ASEAN công du Trung Quốc diễn ra bất ngờ trong bối cảnh nhiều diễn biến liên quan khu vực đã xảy ra gần đây. Trong đó, điển hình là việc nhiều tàu dân binh Trung Quốc từ đầu tháng 3 đã hiện diện gần bãi đá Ba Đầu ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Hành động này đã khiến nhiều bên quan ngại. Bên cạnh đó, cũng trong tháng 3, Mỹ đã tăng cường thảo luận với nhiều nước trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Indo-Pacific để tăng cường sự hợp tác, ứng phó với các thách thức mà trong đó có Trung Quốc. Ngày 12 tháng 3, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Bộ Tứ Kim Cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Thông cáo chung của hội nghị sau đó đã vạch ra nhiều kế hoạch hành động và mang thông điệp chỉ trích Trung Quốc. Sau đó, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có chuyến công du Nhật Bản, Hàn Quốc gặp gỡ các quan chức đồng cấp chủ nhà. Tuyên bố chung sau cuộc gặp của các Bộ trưởng Mỹ và Nhật cũng đã lên án Trung Quốc mạnh mẽ. Đến ngày 18 tháng 3, Ngoại trưởng Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan của Mỹ đã có cuộc hội đàm với phái đoàn ngoại giao đến từ Bắc Kinh, gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Vương Nghị. Cuộc đàm phán diễn ra khá căng thẳng. Chính vì thế, việc Bắc Kinh mời ngoại trưởng 4 nước ASEAN có thể là nhằm vận động để tăng cường cách thức hợp tác nhằm ứng phó với việc Mỹ tăng cường sức ép ngoại giao nhằm vào Trung Quốc. Nỗ lực này của Trung Quốc đồng thời giảm sức ép từ Mỹ, đồng thời tranh thủ các nước ASEAN giữa bối cảnh Biển Đông đang căng thẳng. Tàu chiến Mỹ từng đi qua Biển Đông phóng thành công tên lửa chống hạm. Ngày 30 tháng 3, Văn phòng báo chí của Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết, một tàu chiến của Mỹ đã phóng thành công tên lửa chống hạm như một phần của cuộc kiểm tra và đánh giá hoạt động. Thông cáo báo chí cho biết tàu tác chiến ven biển biến thể độc lập USS Gabriel Giffords LCS-10 đã phóng thành công tên lửa chống hạm NSM vào ngày 19 tháng 3 như một phần của quá trình kiểm tra và đánh giá hoạt động trên tàu. Theo thông cáo, tên lửa NSM là vũ khí tấn công tầm xa, chính xác, bay lướt trên mặt biển, có khả năng bám theo địa hình và sử dụng thiết bị tìm kiếm tiên tiến để nhắm mục tiêu chính xác. Vào tháng 11 năm 2019, tàu tác chiến ven biển biến thể độc lập USS Gabriel Giffords là một trong hai tàu Mỹ đi qua quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên Biển Đông của Việt Nam. Lực lượng tàu ngầm, công cụ giúp Mỹ khắc chế tham vọng của Trung Quốc. Lực lượng tàu ngầm là một trong những công cụ quan trọng giúp Mỹ duy trì cán cân quyền lực ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Hải quân Mỹ nhiều lần khẳng định rằng lực lượng tàu ngầm của họ luôn trong tư thế sẵn sàng và đáp ứng mọi nhiệm vụ đặt ra. Lực lượng tàu ngầm của Mỹ tại Thái Bình Dương cung cấp năng lực tác chiến, chống ngầm và chống tàu mặt nước. Các cuộc tấn công chính xác trên bộ, khả năng tình báo, chính xác, cảnh báo sớm, khả năng tác chiến đặc biệt và răn đe chiến lược. Theo hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, các tàu ngầm tấn công của lực lượng này đang thực hiện đồng thời các hoạt động ứng phó với những tình huống bất ngờ tại Tây Thái Bình Dương nhằm hỗ trợ chính sách của Lầu Năm Góc về một khu vực Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chiến dịch này không chỉ nhằm mục đích đối phó với sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Biển Đông, mà còn bác bỏ những nhận xét cho rằng Hải quân Mỹ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch COVID-19. Tờ Honolulu Star Advertiser cho biết, ít nhất 7 tàu ngầm hoặc nhiều hơn, trong đó có các tàu ngầm tấn công từ căn cứ Guam, tàu ngầm USS Alexandria từ căn cứ San Diego và nhiều tàu ngầm khác từ căn cứ Hawaii đã tham gia nỗ lực thể hiện sức mạnh của Hải quân Mỹ tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thực hiện các chiến lược hành động linh hoạt và khó đoán của Lầu Năm Góc. Thông thường, Hải quân Mỹ chỉ thông báo về sự hiện diện của lực lượng tàu ngầm hùng hậu, vốn ít khi được nhìn thấy để răn đe các lực lượng của đối phương. Nhưng trong trường hợp này, có lẽ họ muốn chứng minh rằng hạm đội tàu ngầm luôn đảm bảo sự linh hoạt khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh một số tàu sân bay, chẳng hạn như USS Theodore Roosevelt đang nỗ lực khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19, lực lượng tàu ngầm của Hải quân Mỹ vẫn duy trì được khả năng tiếp cận với các vùng biển quan trọng và khả năng triển khai nhanh chóng, vốn là một phần quan trọng trong năng lực ứng phó khủng hoảng và xung đột của hạm đội Thái Bình Dương. Theo Hải quân Mỹ, các tàu ngầm này đang tiến hành các đợt huấn luyện về nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và sử dụng năng lực tác chiến dưới biển để hỗ trợ các nhiệm vụ khác nhau. Chuẩn Đô đốc Black Converse, tư lệnh lực lượng tàu ngầm hạm đội Thái Bình Dương cho biết, lực lượng tàu ngầm của chúng tôi luôn chứng minh có thể hoạt động mọi lúc, mọi nơi. Lực lượng này luôn giữ vững sự mạnh mẽ, linh hoạt và sẵn sàng chiến đấu bất kể thời gian nào. Theo National Interest, tàu ngầm được coi là một phần quan trọng trong chiến lược của Mỹ nhằm duy trì cán cân quyền lực tại khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo SSBN của Hải quân Mỹ vẫn là trung tâm trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Trước đó vào năm 2020, 3 tàu ngầm của hạm đội 7 đã tham gia cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines nhằm đảm bảo năng lực chiến đấu, cải thiện tính sát thương và sự sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Cuộc tập trận thể hiện sức mạnh của Hải quân Mỹ và cam kết của Washington nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ cũng như của các đối tác trong khu vực. Chuẩn Đô đốc Jimmy Pius, chỉ huy Trung tâm Phát triển Tác chiến trong lòng biển của Hải quân Mỹ, cho biết yếu tố then chốt dẫn đến sự thành công của lực lượng tàu ngầm là khả năng sử dụng các năng lực tác chiến dưới biển để hỗ trợ cho nhiều nhiệm vụ khác. Như những gì cuộc tập trận cho thấy, các lực lượng của hạm đội 7 đều được trang bị đầy đủ trong các đợt huấn luyện và nâng cao sự phối hợp với đối tác, ông Pius nói. Hiện Hải quân Mỹ có lực lượng tàu ngầm lớn hơn Trung Quốc khi xét về số lượng. Mỹ có 68 tàu ngầm, trong khi Trung Quốc có 66 chiếc. Hạm đội tàu ngầm Mỹ có những tính năng kỹ thuật, chiến thuật vượt trội, hơn hẳn về kích thước, tốc độ, có độ ồn thấp hơn và trang bị nhiều vũ khí hiện đại. Sở hữu khả năng động cơ âm thầm dưới biển, tàu ngầm Mỹ có thể bí mật bất ngờ tấn công đối phương bằng ngư lôi và tên lửa từ bất cứ nơi nào dưới đáy biển sâu. Xét về số lượng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, Mỹ có 50 chiếc, còn Trung Quốc chỉ có 7 chiếc. Nhiều tàu ngầm của Trung Quốc vẫn chạy bằng động cơ điện diesel, nhỏ hơn và có tầm hoạt động hẹp hơn nhiều so với các tàu ngầm mà Hải quân Mỹ đang vận hành. Mỹ đang có kế hoạch đóng thêm nhiều tàu ngầm tiên tiến nhất thế giới cho lực lượng hải quân và dự kiến sẽ tăng thêm số lượng tàu ngầm lớp Virginia. Theo kế hoạch đóng tàu hải quân của Mỹ, số tàu ngầm sẽ tăng từ 70 trong năm 2020 lên đến 92 chiếc vào năm 2051. Bản tin của tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!